từ Sion. Nay vua ngươi đã đến nơi rồi, người khiêm nhu ngồi trên mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời. Vạn là vạn thế, vạn là vạn thế, con vua David, Chúa tôn đấng nhân danh Chúa. Và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu Thiên Chúa Cha, ơn thông hiệp Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chiều nay chúng ta cử hành lễ lá đặc biệt nhất trong cuộc đời của mỗi người. Chưa bao giờ thấy như vậy. Chúng ta chỉ có bài điệp ca mà chúng ta vừa nghe, Hoan hô Thái tử nhà David, và các trẻ em Do Thái dùng cành lá olive để đón Đức Vua ngự đến trong thành Jerusalem. Và chỉ có vậy, không có làm phép lá, không có rước lá như bao nhiêu lần trong cuộc đời mình. Sáng nay có một bác già, tôi cũng không biết tên, điện thoại hỏi, vậy chiều nay có làm phép lá không? Tôi chưa kịp trả lời thì nếu có, cha cứ để ở cổng á, để dưới đất ở dưới cổng á, rồi tụi con lái xe tới lấy. Bởi vì nếu lễ lá mà không có lá thì hết là lễ lá. Tôi cũng không biết trả lời làm sao. Nhưng mà chiều nay cha Huỳnh cho biết những nghi thức rườm rà đó đã được giản đơn, cho nên chúng ta vâng lời. Và bài tin mừng hôm nay nói về vâng lời, sự vâng lời của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con là những kẻ cậy trông vào Chúa. Giờ đây, chúng con kỷ niệm Ngài Chúa vào thành Jerusalem. Chúng con ra nghênh đón Đức Kitô khải hoàn vinh hiển. Xin thương nhận lời và ban cho chúng con được sống kết hiệp với người như cành liền với cây, hầu được sinh hoa kết quả. Vì người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng,
Cuối xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và ban cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật, chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng thứ tha nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người, vì Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ dập râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những lời phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xin cộng đoàn cùng đọc câu đáp kèm. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con? Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu, hắn tin cậy Chúa. Xin Ngài cứu hắn, xin Ngài dạy gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con? Đứng quanh con là đàn ưng khuyến, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thương, con có thể đem được mọi đốt xương con. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con? Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau. Còn tấm áo dài thì chúng rút thăm. Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi đấng phù trợ con, xin kịp ra tay nâng đỡ. Ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con? Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người, chư quân là người tôn sợ Chúa. Xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu rễ nhà Gia-cốp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng dông Israel. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con? Chiếc thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô, tuy là địa vị Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người
mà ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời, dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Bài thương khó của Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng trấn và quan cấp tiến hỏi người rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp: quan nói đúng. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người thì người không trả lời chi cả. Bây giờ Phi-lô-tô bảo người: ông không nghe thấy tất cả những điều người ta tố cáo ông sao? Chúa Giê-xu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người ở trong tù tùy ý họ xin. Bây giờ có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng rằng: các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay là Giê-xu mà người ta vẫn gọi là Ki-tô? Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người đến nói cùng quan: xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính này, vì hôm nay trong giấc chiêm bao tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi dục dân xin tha cho Baraba và giết Chúa Giê-xu. Quan lại lên tiếng hỏi: trong hai người đó, các người muốn ta phóng thích ai? Họ thưa: Baraba. Vậy đối với Giê-xu còn gọi là Ki-tô, ta phải làm gì? Họ đồng thanh đáp: đóng đinh nó đi. Quan lại hỏi: nhưng người này đã làm gì nên tội? Chúng lại càng la to: đóng đinh nó đi. Bây giờ Phi-la-tô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi. Toàn dân đáp: hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi. Bây giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giê-xu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bây giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giê-xu vào trong công đường và tập hợp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một chiếc áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt lên đầu người và trao vào tay người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người và nhạo báng rằng: tâu vua dân Do Thái. Đoạn họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông ấy vác đỡ thánh giá cho người. Họ đến một nơi gọi là Golgotha, có nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng, người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo của người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: chúng đã chia nhau áo của ta, còn áo ngoài của ta chúng đã bắt thăm. Rồi họ ngồi lại canh người. Họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau: người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Lúc ấy, cùng với người họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua lắc đầu chế giễu người rằng: kìa,
Ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong 3 ngày. Hãy tự cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế và các luật sĩ cùng kỳ lão cũng chế nhạo người rằng nó đã cứu được người khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy ra tay cứu nó, vì nó nói ta là con Thiên Chúa. Cả những người trộm cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Eloi, Eloi, lema sabachthani, có nghĩa là: Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: Kìa, nó gọi ông tiên tri Elia. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy giấm, cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: Hãy chờ xem ông Elia có đến cứu nó không. Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lớn tiếng và trút hơi thở. Bỗng nhiên màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Mặt đất chuyển động, đá nứt nẻ ra, các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ đã ra khỏi mồ vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những người cùng ông canh giữ Chúa Giêsu thấy mặt đất chuyển động và các sự việc xảy ra thì thất kinh sợ hãi và nói: Đúng, người này thiệt là con Thiên Chúa. Kính mời cộng đoàn ngồi. My dear friends, we celebrate Palm Sunday today. In a special occasion, among all the sights, sounds, and smells of our liturgy during Holy Week, one image will overshadow all the others: Jesus Christ crucified. What comes to mind when you look at the cross? Maybe love, redemptive suffering, or mercy, or salvation? But what about obedience? The cross is the greatest sign we will ever have of perfect loving obedience to the will of God the Father. Jesus spent his entire time on earth living in humble obedience. He obeyed his parents, according to St. Luke. He obeyed God's call to public ministry, according to St. Matthew. He was obedient to God in times of trial and in temptation, according to St. John. He spent time with his Father in prayer so that he might know and obey the Father's will. And he called it his food. Obedience was not always easy for Jesus. You know that. Just think about his struggle in the Garden of Gethsemane. But Jesus constantly relied on the Holy Spirit power, and so he won the victory of obedience, his resurrection into glory. Do you want a summary of all the reading for today? It is easy. And of the whole gospel? It's easy. It's clearly that obedience to God always brings about exaltation. Jesus passed through death to new life because of his obedience, and he has paved a way
for all of us to experience the same death to life transformation. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở đời ai mà không mong có cuộc sống sang trọng, dễ dãi, muốn đi đâu thì đi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đối diện với một sự thật. Một sự thật do một con sinh vật chúng ta không nhìn thấy, không đo được, không nghe được, không ngửi được, mà nó làm cho chúng ta ý thức lại được rằng cuộc sống mà chúng ta vẫn sống sẽ qua đi. Và cái thử thách nó đến, thái độ chúng ta ra sao nếu chúng ta không vâng lời. Hôm nay Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để chuẩn bị cho cái chết. Thường thường ai đi được rước trong vinh quang thì phải có đủ thứ, ví dụ cờ xí, phải long trọng, có biểu ngữ, vân vân. Nhưng Chúa Giêsu chỉ có người dân quê, trẻ con bẻ những cành lá để đón Ngài. Rồi cũng phải có mấy nhân vật đời nay phải có thảm đỏ trải từ chân phi cơ đến nơi tiếp. Nhưng Chúa Giêsu đi trên nền đất, thậm chí có người lấy cái áo choàng lót cho con lừa của Ngài đi qua, còn ngoài ra là toàn lá. Rồi phải có ngự lâm quân đi bảo vệ chứ. Nhưng Chúa Giêsu chỉ có một đám lôi thôi lết hết những ông dân chài và đám dân gọi là bình dân. Rồi phải có xa giá chiến mã chứ. Nhưng Chúa Giêsu chỉ có con lừa. Chẳng có vị vua vinh quang nào như các Caesar hoàng đế, hay Tutankhamun, hay Ramses của Ai Cập, hay là Tần Thủy Hoàng mà lại cưỡi lừa. Chỉ có Chúa Giêsu chấp nhận cởi con lừa không phải của mình mà là đi mượn của người khác. Con người ai cũng mong muốn sự sang trọng. Với cái dịch cúm Corona Vũ Hán này, chúng ta thấy sự sang trọng không phải là giá trị để đo lường, mà là tình thương và sự vâng lời theo thánh ý Thiên Chúa. Ngày xưa không hiểu vì lý do gì chúng ta lại có câu thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vâng. Vâng theo thánh ý của trời sẽ trường tồn, làm nghịch với ý thiên ý sẽ bị diệt vong. Hôm nay Chúa lại dạy chúng ta bài học khiêm tốn và vâng lời. Bài học này rất khó học. Nhiều người than phiền, trẻ con thấy buồn vì không được ra khỏi nhà, không được đến những nơi công cộng để chơi. Thanh niên muốn đến những nơi giải trí cũng không được. Tất cả bị bắt buộc phải vâng lời, nếu không sẽ bị phạt. Chúng ta học bài học đó ngay từ hôm nay. Bài học này rất khó học vì nó đụng vào ý riêng của từng người. Dân chúng hôm nay hô to Hosanna, xin Thiên Chúa cứu độ. Lời cầu nguyện trở thành lời tung hô. Và trong cơn đại dịch này, chúng ta cũng nên đọc Hosanna là xin Thiên Chúa cứu độ chúng con. Chúa ngự đến trong vinh quang. Hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết vâng lời hoàn cảnh đặc biệt hôm nay, vừa chúc tụng uy quyền của Chúa, vừa tin vào tình thương của Ngài và trông cậy vào sự nâng đỡ của Ngài, và nhất là sự giữ gìn che chở của Đức Trinh Nữ Maria, để niềm tin của chúng ta không bị mai một qua những năm tháng chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Chúng ta xin dâng lên Chúa thánh lễ lá đặc biệt của năm nay. Trong hoàn cảnh này, chỉ xin cho chúng con biết khiêm tốn, vâng lời. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng để cùng nhau chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời khoan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà anh chị em thân mến, Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem để mở đầu giai đoạn hoàn tất ơn cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết để dẫn đến phục sinh. Chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Người những lời cầu nguyện sau đây. Xin Chúa cho mọi tín hữu biết suy niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô, để can đảm thay đổi đời sống theo ý Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho những người thành tâm thiện chí được ánh sáng Chúa soi dẫn và đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho những người đang đau khổ hồn xác được hy tế của Đức Kitô xoa dịu và thánh hóa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta được biết theo gương Đức Kitô, vâng phục thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban cho linh hồn Maria Tòng, Teresa Đào, Louis Lê Minh Đảo, Dominico Khải Hoàng, Maria Nguyễn Thị Ràng và tất cả những linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, đặc biệt là những linh hồn đã về với Chúa bị cơn dịch Corona Vũ Hán. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban cho chúng con những gì chúng con còn thiếu thốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ lời thay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng, cuối xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Giêsu Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ mọi tội lỗi nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô là Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án cách bất công thay cho những kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng ơn người đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đối thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiếng Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con thừa lệnh người mà chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đón nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người thì trở nên một thân thể
và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn thanh sạch của Người, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiển vinh, đặc biệt các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh. Chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spruxton, Đức Cựu Tổng Giám mục Barry James Hickey của chúng con, toàn thể hàng giám mục và giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con, những người chúng con dâng ý lễ hôm nay và thường xuyên, và tất cả những người đã vì cơn đại dịch này mà ra đi. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúng ta vâng theo lời dạy của Chúa Giêsu mà hân hoan dâng lên Cha trên trời lời kinh sau đây. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha em. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa đã cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa đã chịu khổ hình trên thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin ban cho chúng con đạt tới quê trời như lòng chúng con hằng mong ước. Vì người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Kính mời quý ông bà ngồi, tôi đọc cái message ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng gửi. Nó có bản tiếng Anh và tiếng Việt để cho các bạn trẻ. Tôi cũng cố gắng đọc cho nó nhanh lên. Đức Giáo Hoàng gửi ngày hôm nay, thứ Bảy, để chuẩn bị bước vào tuần thánh. My dear friends, good evening.
This evening, I have a chance to enter your homes in a different way than usual. If you allow me, I would like to have a conversation with you for a few moments in this time of difficulty and of suffering. I can imagine you in your families living an unusual life to avoid contagion. I am thinking of the liveliness of children and of young people who cannot go out, cannot attend school, and live their lives. I have in my heart all the families, especially those who have a loved one who is sick or who have unfortunately experienced mourning due to the coronavirus or other causes. This day, I often think about people who are alone and for whom it is more difficult to face these moments. Above all, I think of the elderly who are very dear to me. I cannot forget those who are sick with coronavirus, people who are in hospital or in the hospital to help patients. I am aware of the generosity of those who put themselves at risk for the treatment of this pandemic or to guarantee the essential services to society. So many heroes, many great men every day and every hour. I also remember how many are in financial strait and are worried about work and the future. A thought also goes out to prison inmates whose pain is compounded by fear of the epidemic for themselves and for their loved ones. I think of the homeless who do not have a home to protect them. It is a difficult time for everyone. Yes, for many, very, very difficult. Let us try, if we can, to make the best use of this time. Let us be generous. Let us help those in need in our neighborhood. Let us look out for the loneliest people, perhaps by telephone or by any social networks. Let us pray to the Lord for those who are in difficulty, in Italy especially, and in the world. Even if we are isolated, thought and spirit can go far with the creativity of love. This is what we need today. That is, creativity of love. We will celebrate Holy Week in a truly unusual way, which manifests and sums up the message of the Gospel today, that of God's boundless love and obedience. And in the silence of our cities, the Easter Gospel will resound. St. Paul says, "And he died for us all. And those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. In the risen Jesus, life conquered death, and this Paschal faith nourishes our hope, my friends. I would like to share it with you this evening. It is a hope for a better time, in which we can be better, finally freed from evil and from this pandemic. It is a hope. Hope does not disappoint. It is not an illusion. It is a true hope. Beside each other, in love and patience, we can prepare a better time in these special days. Thank you for allowing me into your homes. Make a gesture of tenderness toward those who suffer, toward children, and toward the elderly. Tell them that the Pope is close and pray that the Lord will soon deliver us from all evil. And you, pray for me. Have a good dinner. See you soon. Francis." K.
Cảm ơn quý ông bà đã nghe. Chắc không cần đọc bản dịch vì tôi tin rằng ai cũng giỏi tiếng Anh hết. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc quý ông bà anh chị em ra về bình an. Tạ ơn Chúa. Xin cảm ơn và chúc một tuần lễ thánh thật thánh thiện và bình an, vững tin vào sự quan phòng của Chúa, sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria. Cảm ơn.